mình ghèo quá, không biết giờ con một tháng nó không phương thông rồi. Nó chết buồn lắm cô ơi. Chú nó hoài chứ gì, chú nói chú còn sống thì chú lo tôi, hoặc thả chú con ngủ rồi hoài. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, năm 1960, đã ở với ông chồng. Chồng cô đi làm gì? Làm sơn nè, sơn nước. Có khi người ta cần gấp thì làm một tuần nữa, còn không có làm thì chủ nhật được nghỉ. Có khi một tháng, nửa tháng. Chú đi làm xa đó, làm ở tỉnh này, tỉnh kia đi đó, người ta đều đâu đi đó đó. Ở nhà cũng một mình này. Chú năm nay 70 tuổi rồi. Sao mà lại lớn tuổi vậy mà chú không nghỉ ngơi ạ? Chú muốn nghỉ ngơi mà không có lo ai lo cô được. Với ông đi làm về, ông cũng mệt á. Mệt rồi ông nằm đây, ở dưới đó ông nghỉ một mấy tiếng sau. Rồi ông mới đi tắm. Rồi nói hơi tắm rồi khỏe mình rồi ăn cơm. Tại vì cũng 70 tuổi rồi, lớn rồi. Còn phải đi làm được thôi. Chủ cũng thương để cho làm. Cô thì bị bệnh gì ạ? Tai biến á, 3 năm mấy ở trước mùa dịch á. Đang đi làm cái cô làm, cô đập thử coi được không. Đập thế liệu á. Sao đập, sao cái tay nó kỳ kỳ. Cái xin chú đó nghỉ, xin chú đó cho nghỉ một ngày đó. Rồi về nhà lấy cái chứng minh á, chạy vô nhà thương liền. Còn cầm chiếc xe chạy vô nhà thương liền được luôn. Vô đó thì hai bữa sau tai biến tai chi chân. Đi không được. Rồi nằm ở trong nhà thương 2 tháng mấy. Bữa hổm cái tai cô bị cong lại vậy nè, cong cứng ngắc luôn. Bác sĩ cũng coi làm sao không biết. Từ từ cho thuốc ra mở được. Nhưng mà tai không dở được, dở cao á. Dở cao đau lắm. Nhà thuê 2,5 triệu, 2,4 triệu. Chú đi làm cũng để trang trải tiền nhà thôi. Còn ăn cái gì cũng được. Ăn hạ tiện hạ tặng. Bánh mì, sáng bánh mì nó bán 5,000 một ổ. Mình ăn nước chưng cũng ăn. Có khi mình ăn cái bún gì đó 2,000, 20,000 một tô. Có tiền thì ăn, không có thì ăn bánh mì cũng được. À, hoặc là nấu cơm ăn sáng á. Sinh hoạt ngày thì chú đi làm ở nhà quét dọn, nấu cơm. Cô làm tự động, một mình cô kéo xe làm từ từ. Đi chợ không có, đi chợ thì gửi không à. Gọi mấy người đi ngang qua lại đó, biết ai đi chợ gọi. Mấy người bán cá cũng lại đây mua 20, 30 gì đó, ăn 2 ngày, 3 ngày. Dạ, vậy là cô có con cái gì không cô? Dạ, có con mà cũng không có nhờ, tại mình ghèo quá. Không biết giờ con có 3 trai, 1 gái. Nó cũng làm nết rồi nó ăn à. Một tháng nó không phương thông rồi. Nó thấy buồn lắm cô ơi. Nó thấy là buồn là khóc à. Tại sao mà mấy anh chị không phương thông cô? Chẳng biết sao. Lúc trước nó còn xuống đây một tuần, hai tuần nó xuống. Còn 7, 8 tháng 2 không có người nào xuống. Cô có cháu nội cháu ngoại gì chưa? Có 2 đứa. Kêu nó dắt xuống đây mà không chắc. Coi như không có cháu, không có con. Kêu dắt xuống nó không dắt. Con cái cô ấy, bây giờ có điện thoại, tại sao họ không gọi điện thoại thăm cô? Có điện thoại mà
số điện thoại cô gọi hoài không được bỏ rồi. Nó cũng không gọi. Cô không biết làm sao. Không có xích mích gì hết. Nhưng mà thấy nó cũng khổ thôi, cũng không nói. Tại vì tụi nó đi bán, cái hai vợ chồng đi bán cái cua. Con nó gửi trà trẻ rước về, nó, hai đứa rước về. Đứa 7 tuổi, đứa mới biết đi à. Giờ nó gặp lại con có chắc nè. Không. Cô buồn, cô lẽ trong lòng cô không nói. Dù có nó qua cô vẫn vui vẻ. Không lẽ nó buồn phiền gì à. Có buồn khi mà các con không đến thăm chú? Như lúc chú cũng hơi buồn là không tới thăm thôi, thì ông nói thôi nó xuống thì mừng, còn nó không xuống thì thôi chứ gì. Ông nói vậy thôi tôi cũng nói chuông luôn. Cô nghĩ bây giờ mà chú với cô còn chú thì chú lo cho cô, nếu không còn chú thì cô có sợ không? Nếu không còn chú thì lúc đó cô tính nữa chứ không biết làm sao. Không biết làm sao. Chú nói hoài chứ gì, chú nói chú còn sống thì chú lo tôi, họ thả tôi khổ. Rồi hoài. Chú nói chú chết đó, ai mà lo. Bỏ tôi chứ ai mà lo, con cái không có nghĩ lo. Chú nói mà tôi cũng lập tin luôn. Chú nói cũng buồn chứ, nhưng mà em là để trong bụng. Nói ra sợ chú buồn nữa thôi. Bây giờ hết rồi, con không có niềm tin gì vui vẻ hết rồi. Miễn sao mình không có thoải mái qua ngày được rồi. Bây giờ nghĩ tới tụi nó tới tập thì tao mà không tới thì thôi. Chứ mà phiền trách cái gì. Mình đâu biết thì mình là có buồn làm phiền nó không. Mình đâu có biết được. Mà thôi, nó tới, không tới thì thôi. Chú cũng nói nữa, chú nói nó tới, nó không tới thì thôi. Mong ước của cô thì là gì ạ? Mong ước cô thì bây giờ để dán cho chú khỏe mạnh để đi làm. Để lòng lo cho gì nữa.